cho anh em cái máy hàn T210, cái này của hãng OSS Team. Đó. Nó sử dụng cái mũi hàn C210. Nghĩa là cái mũi này là cái mũi của GBC nhé. GBC đây. Thì giờ có nhiều cái hãng đã sản xuất cái mũi này C210. Cái 02 này là nó biểu hiện là cái mũi còng. Thì cái này nó có này, đằng sau của nó là rắc cấp nguồn này. Cái rắc này để cắm vào cái các tay báo tắt mở đó. Bây giờ mình bật lên này. Rắc tay hàn này. Đó, nhiệt lên rất là nhanh. Giá thì rất là mềm nhá. Ở trong cái phân khúc mà máy chế thì không có, những cái máy chế không có tuổi gì với máy này hết. Mình khẳng định chắc chắn luôn. Các cái loại máy chế không có tuổi gì hết. Đây nó có các cái kênh nhá, mình bấm cái này là nó các cái kênh này. Tăng giảm này. Nhấc cái hàn lên này, tăng giảm. Đó. Nhiệt lên cực kỳ nhanh. Tay rất là mạnh nhá. Rắc tay là dừng. Hàng có sẵn anh em cầm thì inbox mình ship toàn quốc, giá tốt nhất cho anh em luôn.